Và bây giờ mình sẽ sơ lược cho anh em về phần mềm của cái dòng GM GM610. Con này nó là con code được mà nó tích hợp hai tính năng, vừa là code vừa là vang cho anh em. Thì khi anh em lấy hàng thì bên mình sẽ gửi cho anh em một cái file phần mềm. Đó, cái file phần mềm này anh em về và bung ra và cài ở trên máy tính nhé. Thì khi anh em chạy lên thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Thì trong cái giao diện này thì anh em để ý cho mình nó cái phần input này, input và output. Đấy. Con này thì nó cũng đóng vai trò luôn cho anh em. Nếu mà anh em đi làm sâu làm sự kiện thì anh em có thể thấy nhìn nó có cái giao diện chuyên nghiệp của một con code số, đúng không ạ? Đấy, đây là cái phần đằng sau của nó, phần mặt trước và phần mặt sau này. Đây, ở đây nó có bốn đường in này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Và phụ thêm cái đường AUX1, AUX2 này. Đấy, tiếp đến là nó có thêm cái cổng cổng quang, hỗ trợ cổng quang vào và quang ra luôn. Đấy, nó rất là hiện đại hơn ở cái chỗ đó. Và 8 out này, 1 2 3 4 5 6 7 8 và 8 cái out này mình có thể tùy biến khác nhau luôn. 4 cái in đầu vào này nó cũng có thể tùy biến khác nhau luôn được luôn cho anh em nhé. Và bù thêm là có hai cái cổng để cắm music như thế này. Thì trong cái 4 cái in đầu vào này thì anh em có thể cắm được cả micro theo kiểu jack 6 ly, hoặc là anh em có thể cắm sử dụng jack Canon để anh em cấp tín hiệu nhạc vào cho nó luôn bằng cái cổng này. Đấy, đây là cái phần jack đa năng. Anh em có thể sử dụng được cả jack 6 ly lẫn jack Canon nhé, jack 3 chân ấy. Đấy, nó khá là tiện lợi cho anh em. Anh em sự kiện có thể lấy nó về để làm cái cốt số cho cái dàn sự kiện mình cũng được. Không thì anh em có thể sử dụng nó như một con vang số. Đấy, sử dụng như một con vang số luôn để anh em chạy cho một cái sự kiện nhỏ. Thì ở đây anh em có thể nhìn thấy phần input của nó thì nó tùy biến cho ba có ba chế độ tùy biến đầu vào. Đó là effect ABC. Đấy. Và cái phần config này thì chúng ta có thể điều chỉnh cho từng cái cổng đầu vào, chẳng hạn như cổng cổng số 1 này. Mình lấy effect A chẳng hạn. Đấy là mình chỉnh theo kiểu A nhé. Đấy, cái cổng đầu vào số 2 này mình chỉnh theo kiểu B. Đấy, cổng đầu vào số 3 mình chỉnh theo kiểu C. Và cổng đầu vào thứ tư là mình sẽ chọn ABC thì tùy ý mình. Đấy. Cái này là chỉnh các cổng này riêng biệt luôn nhé. Chúng ta có thể lựa chọn nó riêng biệt được. Rất là tiện lợi. Thì ở trên các cổng này thì nó có thể chúng ta có thể điều chỉnh được độ nhạy đầu vào của nó là input gain và noise gate, phần dập tiếng ồn đấy anh em ạ. Rồi input đầu vào của cổng cổng quang đây này, cổng quang này. Đấy. Và cổng RCA, tức cổng RCA này tức là cổng jack hoa sen này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái phần phần music. Thì ở trong cái phần music này thì khi chúng ta bấm vào đây thì nó có một cái hệ thống để căn chỉnh equalizer đầu vào của cái phần music. Đó, anh em có thể nhìn thấy phần music này, nó căn chỉnh. Thì ở đây là nó tích hợp 10 giải đầu vào để căn chỉnh cho phần music. Ở trên cái phần music này thì chúng ta có thể tùy biến để cho nó xuất âm thanh ra cổng nào. Chẳng hạn như ở đây anh em có thể nhìn thấy này, cổng A1 là lấy tín hiệu từ kênh L đấy, và dập kênh R xuống. Cổng 2 mình sẽ lấy tín hiệu của kênh R và dập kênh L xuống. Đó. Đây này, cổng 1 này, mình lấy tín hiệu kênh L này. Đấy, thì mình sẽ cho kênh L lên 100. Và cổng 2 này, mình lấy tín hiệu kênh R thì mình sẽ dập kênh L xuống và tăng kênh R lên. Tương tự vậy, cổng 3, 4, 5, 6, 7 cũng đều làm như vậy nhé. Và ở đây thì có một cái điều đặc biệt ở trên con van này, nó cũng giống như các con code, đó là cổng nào cũng có thể thay thế được chức năng giống nhau. Chẳng hạn như cổng 1 này, mình lấy tín hiệu cho full, 1, 2, 3 lấy tín hiệu cho full cũng được. Và 1, 2, 3 này mình lấy tín hiệu cho center hoặc cho surround cho sub đều được hết nhé, đều có thể tùy biến được như nhau nhé. Đấy, đấy là cái phần music. Ở trên đây thì chúng ta có thể nhìn thấy có phần phần equalizer của reverb và equalizer của echo. Đây, mình sẽ vào phần equalizer của reverb nhé. Khi chúng ta vào equalizer của reverb thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái biểu đồ thể hiện cho cái phần reverb và dưới đây là một cái phần equalizer để chúng ta có thể tùy biến cho reverb. Ở đây thì chúng ta có thể tùy biến cho cái tiếng reverb nó cắt gọn hơn, phù hợp với sở trường của từng anh em. Đấy, chúng ta có thể cắt gọt tiếng reverb ở đây. Đó, chúng ta có thể cắt cắt cao, cắt thấp. Đấy. Đấy, cắt cao, cắt thấp tùy ý cho anh em. Và anh em có thể giảm một vài cái khoảng tần số để cho tiếng reverb có thể nó biến thiên theo cái sở trường của chúng ta. Ở trên đây có phần reverb level. Đấy, reverb level và nó khi chúng ta tăng giảm thì nó sẽ thể hiện ngay ở trên biểu đồ cho chúng ta nhìn, cho chúng ta dễ hiểu này. Đấy, đối với những anh em mà mới vào âm thanh, anh em nhìn trên cái biểu đồ này thì anh em có thể hiểu được nó là cái gì. Đấy. Và reverb pre-delay tức là cái gì đây, khi mình tăng lên này. Đấy. Reverb pre-delay tức là cái tiếng reverb nó xuất hiện sau bao nhiêu lâu thì nó xuất hiện sau so với tiếng mix nguyên bản. Đấy, ở đây bắt đầu xuất hiện đó là cái vạch màu tím này.
Thì sau khi mình nói tầm 200 ms giây thì bắt đầu là tiếng dị vật nó bắt đầu xuất hiện, bắt đầu là từ cái vạch màu tím này. Và revert time tức là cái thời gian của cái tiếng dị vật đấy nó xuất hiện, đấy, nó kéo dài đấy, tức là độ dài của tiếng dị vật ấy. Khi mình tăng giảm thì anh em đều nhìn thấy trên biểu đồ nó thể hiện luôn. Và bên này thì cũng có lựa chọn cho từng kênh đầu ra, chẳng hạn như kênh số 1 này mình lấy dị vật của bên L hoặc bên R đều được nhé, mình có thể đảo cho nhau được hết nhé. Đấy, kênh số 2 mình lấy nguyên bên L hoặc là bên R hoặc là cả bên L bên R đều được nhé. Tương tự vậy kênh 3, 4, 5 rồi record đều tương tự như vậy. Đấy, chúng ta trở lại thì chúng ta trở lại đây. Và chúng ta vào phần equalizer của echo. Thì trong phần echo thì nó cũng có level echo thể hiện bằng biểu đồ và echo pre-delay. Đấy, anh em gạt đây là những anh em nhìn thấy luôn này, những anh em mà mới vấp vào âm thanh nhìn đây là có thể tưởng tượng được là echo pre-delay nó là cái gì. Echo time tức là cái gì? Echo time đây này. Đấy. Khi mà anh em tăng giảm cái echo time này thì cái khoảng cách giữa các lần lặp đi lặp lại nó sẽ kéo dài ra hoặc là nó thu sát lại gần nhau. Echo decay tức là cái số lần. Đấy. Số lần của cái tiếng echo nó xuất hiện. Lặp lại bao nhiêu lần ấy? Lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Và độ trễ giữa kênh L kênh R. Đấy. Ở đây thì anh em mình nói thêm cho anh em là hiện tại thì có những cái dòng vang cơ đời mới và người ta đang áp dụng cái echo đảo, tức là nó làm lệch giữa hai kênh echo L và R. Đấy, nó tạo ra cái hiệu ứng đảo ở trên những cái con vang cơ thời bây giờ. Thì tức là gì? Tức là nó sẽ làm trễ giữa kênh L và kênh R, làm trễ echo giữa kênh L và kênh R để tạo ra cái hiệu ứng đảo thôi. Đấy, anh em có thể nghe khi anh em sử dụng cái này thì anh em có thể thấy là cái tiếng echo nó chạy từ tai bên này sang tai bên kia đó. Tương tự vậy chúng ta có thể chọn được output 1 lấy echo từ kênh L hoặc là output 1 lấy echo kênh R, hoặc là output 1 không cần lấy echo của cái gì cũng được, tức là chỉ phát nguyên tiếng mic thu cũng đều được hết. Đấy, cái này nó cho cái khả năng tùy biến khá là tốt. Rồi, còn lại những cái dòng vang mà nó đã mặc định rồi, chỉnh echo là lên echo cả của ông L ông R, đấy là những dòng vang đơn giản thì mình khó khó tùy biến với những cái dàn dàn khó tính hơn. Tiếp đến là chúng ta sẽ sang cái phần output nhé. Output ở đây thì chúng ta có thể chỉnh riêng từng cổng từ 1 đến 8. Đó. Anh em nhìn thấy này, từ 1 đến 8 và mỗi một cổng là có một bộ equalizer 10 dải để cho chúng ta tùy chỉnh cho cái đáp tuyến loa. Những cái dòng loa mà nó có cái bộ đáp tuyến cân bằng thì mình không nói, nhưng mà những cái loa mà bị lệch về đáp tuyến chẳng hạn như loa bị cháy tép, cháy bát, chúng ta làm lại tép làm lại bát rồi là sẽ có sự sai số về âm sắc giữa các loa. Sau đó chúng ta sử dụng cái bộ cân bằng của từng cổng này để chúng ta cân bằng cho loa nó về giống nhau về về âm sắc ấy, về đáp tuyến ấy, thì chúng ta sẽ có một cái bộ âm thanh tốt hơn. Thì trên mỗi một cái cổng đầu ra này thì nó có các chức năng, đó là gain. Đấy, gain và phase. Chúng ta có thể làm trễ để chúng ta làm pha, nó có chức năng là làm trễ đấy để chúng ta làm pha. Chẳng hạn như chúng ta có thể làm pha sub với full, làm đồng pha thì nó sẽ cho cái hiệu quả tốt hơn. Và compressor nén tiếng, mỗi một cổng nó đều có một cái compressor riêng nhé. Và ở đây thì chúng ta có thể link link giữa hai kênh, chẳng hạn như kênh 3 kênh 4 này mình link với nhau này để mình tích vào cái dấu này, thì khi chúng ta chỉnh kênh 3 thì kênh 4 nó cũng sẽ biến đổi theo đó. Còn nếu mà mình bỏ dấu link này đi thì kênh 3 chỉnh riêng và kênh 4 chỉnh riêng nhé, chúng ta sẽ chỉnh mỗi kênh khác nhau, nó sẽ không giống nhau nữa. Rồi tiếp đến là phần location. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là nó có một cái biểu đồ 2D để thể hiện cho anh em trong một cái không gian 2D. Thì ở đây có một cái hình đầu người ở giữa này, và chúng ta bố trí các loa khi chúng ta xê dịch ở trên đây thì nó cũng sẽ thay đổi âm thanh ở trong cái không gian như vậy theo cái quỹ đạo ở trong cái phòng đó nhé. Thì cái con vang này nó sử dụng rất là tốt để cho anh em có thể làm một cái phòng cinema. Đấy, phòng chúng ta mà có những cái bản nhạc 4D 5D đấy, để chúng ta xem phim 4D 5D ấy, thì chúng ta có thể bố trí các loa theo các hình ở trong đây thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái âm thanh rất là sống động để chúng ta có thể xem phim và nghe nhạc, xem những phim hành động chẳng hạn. Đấy, anh em đi vào trong những cái rạp chiếu phim, anh em có thể thấy là những cái bộ phim bom tấn ấy, âm thanh mà nó chạy ở trong cái rạp chiếu phim ấy rất là hay, nó có thể chạy từ góc này sang góc kia. Đấy, thì trên con vang này nó cũng làm được điều đó nhé, chứ những con vang bình thường là không làm được đâu. Đấy, khi mà chúng ta cấp tín hiệu âm thanh vào bằng cái đường quang như thế này thì chẳng hạn như là một dạng âm thanh 5D chẳng hạn, thì nó sẽ phân bổ ra các cổng đầu ra này. Đấy, nó sẽ phân bổ ra nhé,
và anh em sẽ hưởng được cái hiệu ứng ở trên cái âm thanh 5D như vậy. Ở trên đây thì có các phần để chỉnh âm lượng cơ bản, đó là chỉnh lượng cho mic, chỉnh âm lượng cho effect và chỉnh âm lượng cho dì vọt riêng, cho echo riêng. Đấy, và chỉnh âm lượng cho music. Đấy, khi chúng ta hoàn thiện rồi chúng ta có thể set vào một trong bốn chế độ như này. Và khi gọi ra thì chúng ta sẽ gọi bằng bốn chế độ như này. Đó là toàn bộ về cái con JVM 610, một con có thể gọi là một con code chuyên nghiệp cũng được, hoặc là một con vang rất là chuyên nghiệp cho cái độ tùy biến cao. Thì đối với anh em chơi âm thanh, mình cũng xin lưu ý anh em là đối với những cái dàn mà đắt tiền thì mình đắt tiền tức là gì? Tức là những cái dàn mà nó có cái đáp biến đẹp hay sẵn rồi, ít hú rít, thì chúng ta có thể sử dụng những dòng vang đơn giản hơn cũng được. Đối với những cái dàn âm thanh mà đáp tuyến nó xấu hay hú rít mic thì chúng ta nên lựa chọn những cái con vang mạnh để chúng ta đưa vào để nó xử lý lại cho chúng ta cái dàn của chúng ta nhé. Rồi anh em mà có những vấn đề gì thắc mắc cần trao đổi thêm về cái con vang JVM GM610 này thì anh em có thể để lại comment hoặc là gọi điện trực tiếp cho bên mình để anh em có thể trao đổi thêm nhé. Xin chào anh em.